Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lộ diện siêu phẩm Kawasaki Z650SS 2022 trước ngày ra mắt chính thức. Các công suất kỹ thuật và kích thước của các chiếc Kawasaki Z650SS 2022 đã được lộ ngay từ thời điểm sắp được trình làng. Vài ngày trước đây, hãng Kawasaki đã đăng một vài đoạn quảng cáo giới thiệu về một cái siêu phẩm sắp được trình làng của mình với cái slogan Retro Revolution đã khiến cho cộng đồng chơi xe rất quan tâm. Nhiều người đang đồn đoán và đoán non về một cái chiếc mô tô cổ điển. Và có rất nhiều thông tin mới đây từ bên châu Âu được Benz đăng tải và cho biết đây chính là cái chiếc Kawasaki Z650SS 2022. Nguồn gốc cũng đã khẳng định này đã mới đây đăng cái tên là Z650SS với cái mã là IA605M đã được đăng ký tại cái cơ quan châu Âu cùng rất nhiều thông tin liên quan. Cụ thể, cái chiếc Kawasaki Z610SS 2022 số chứng minh cái động cơ cũng tương tự như cái chiếc Z610 2001 trên thị trường đang được bán ra ở rất nhiều nước. Với việc có thể đạt được cái công suất đa lên tới là 68 lực tại ngưỡng mồng tô là 8.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 64 Nm tại ngưỡng mồng tô là 6.700 vòng trên phút. Cái cốt cộng đơn này có thể giúp chiếc xe đạt được một cái tốc độ tối đa lên tới 191 km/h. Ngoài ra, chiếc xe có một phiên bản thấp hơn dành cho người lái có bằng A2 với cái công suất tối đa chỉ là 47 mã lực, mô men xoắn cực đại là 58 Nm, tốc độ chỉ đạt được ở mức là 176 km/h. Và tài liệu này cũng đã khám phá cũng cho biết về kích thước của cái chiếc Kawasaki Z650SS 2022 với cái chiều dài tổng thể lên tới là 2.065 mm, cái chiều rộng là 800 mm và cái chiều cao là 1.115 mm. Cái kích thước cũng một vài số cũng khác biệt so với cái chiếc Z610 đang bán bởi phần thiết kế của cái chiếc Kawasaki Z610SS 2002 mang cái tính là retro, tạo một cái tư thế rất thoải mái cho người dùng. Ngoài ra, với chiều dài cơ sở được cúp ngắn hơn trong khoảng là từ 1.410 đến 1.425 mm, cũng cho thấy cái chiếc Z650SS ở dụng một hệ thống cái giảm sóc cũng khác biệt nếu so với cái chiếc Z610 hiện nay. Cái khối lượng tổng thể của Kawasaki Z650SS cũng nhẹ hơn so với cái chiếc Z610 khoảng là 1 kg, rơi vào tầm khoảng là từ 188 đến 187 kg khi đổ đầy bình nhiên liệu. Cái dòng SS là một cái dòng mô tô cổ điển rất nổi tiếng được Kawasaki phát triển trong những năm 1970. Sau khoảng thời gian vắng bóng thì mới đây, cùng với phong trào đưa các dòng xe biểu tượng trở lại thị trường, việc Kawasaki Z610SS 2022 ra mắt là một điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên rất tiếc, thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin, hình ảnh nào về cái chiếc Kawasaki Z610SS. Cho thấy cái khả năng bảo mật rất tốt từ nhãn sức của Nhật Bản. Hãy cùng chúng tôi chờ đợi ngày ra mắt chính thức của cái chiếc siêu phẩm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.